trồng hết ra ngoài. Cảm xúc của em như thế nào khi mà có một cú lội ngược dòng phải nói là kinh điển như vậy? Thật sự là từ trước đến nay là em đã tham gia rất nhiều cuộc thi, nhưng SEA Games thì đây là lần đầu tiên của em và em rất là hồi hộp. Đến lúc lên sàn em vẫn lo lắng, nhưng mà em đã cố gắng hết sức mình để không phụ lòng kỳ vọng của ban lãnh đạo, huấn luyện viên và mọi người hâm mộ đã luôn tin tưởng và yêu quý em ạ. Em thấy lúc mà thực hiện mình mặt lạnh lùng lắm mà, lạnh tanh mà cả nhà thi đấu người ta im lặng vì nó sợ quá. Đây có phải là thành tích tốt nhất của em không? Dạ, thành tích 124 là lần đầu tiên em phá được ạ. Quyết định sao mà đang phát cuối nó đẩy mức cả? Dạ. Em quyết định như thế nào là đẩy mức cả phát cuối? Em muốn góp phần nho nhỏ giành thành tích cao cho nước nhà và em đã cố gắng hết sức mình để có thể làm phá được mức 124 ạ. Tức là trước đấy mình tập luyện là cũng đã thực hiện luôn. Trước lúc đấy thì em chỉ lên 123 thôi, còn đâu lần đầu tiên em phá được thành 124 ạ. Nhưng mà đăng ký đấy có phải là liều không? Cái đấy là chiến thuật của ban luyện đúng không? Dạ vâng ạ. Năm nay em năm nay 20 tuổi. Dạ vâng ạ. Và em cảm xúc thế nào khi lần đầu tiên tham dự mà đã đoạt luôn huy chương vàng ở nội dung này? Cảm xúc của em thật sự là nói chung là nó rất khó để có thể diễn tả thành lời, tại vì bây giờ rất nhiều cảm xúc nó đang xen trong suy nghĩ của em. Thật sự em rất hạnh phúc và tự hào khi mình là một người con của Việt Nam. Lúc mà thầy nói 124 đấy thì thầy quyết định nâng lên 124 đấy thì ngay lúc đấy thì trong đầu em nghĩ gì? Mức đấy là khẳng định được cái bản lĩnh của mình, nên là mình trong em hết em lo lắng, nhưng mà mua 124 thì em lại rất tự tin để mình có thể chinh phục được mức đấy. Ban đầu bạn ra thì có vẻ hơi bị khớp tâm lý không, khi mà bị rơi hai lần đúng không? Vâng, tại mức đấy là mức nhẹ của em rồi mà em không thành công, rất là thất vọng bản thân. Nhưng mà từ cái mức mà bị khớp tâm lý đến mức mà rất là tự tin mà để thành công cái mức cuối ấy, thì em cái động lực của em suy nghĩ như nào mà có cái động lực đó? Chính là nhờ sự động viên của ban huấn luyện và em để cho em một cái động lực rất cao. Em có suy nghĩ đến một cái gì lớn để mà có thêm tiếp thêm sức mạnh cho mình? Em luôn cố gắng để không phụ lòng kỳ vọng của mọi người, nên em nhất định phải thành công. Em muốn chơi huy chương này cho huy chương này đầu tiên là tấm huy chương này đầu tiên là em vô cùng biết ơn đến huấn luyện viên đã luôn động lực về vật chất và tinh thần để em có thành công như ngày hôm nay. 1, 2, 3, Việt Nam! Việt Nam ở đây!